Xin chào tất cả các anh em chăn nuôi bò. Hôm nay mình xin giới thiệu với anh em mô hình chăn nuôi bê đực sữa chuyên nghiệp. Và hôm nay bên mình cung cấp nệm cho bê thì mọi người cùng tham quan. Đồ vừa khít luôn hả? Đợi nước chảy đi. Quá trời đẹp, đẹp quá. Xài thời gian đó không to à. Giờ bò trước là người nữa, người còn nằm chiếu, bò là giờ nằm nệm luôn. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video và ủng hộ cho Rovet Việt Nam trong thời gian vừa qua trong ngành chăn nuôi bò và dê. Xin cảm ơn rất nhiều.